Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, từ Chủ nhật 16 tháng 10 là Thánh nhật truyền giáo, Đức Thánh Cha đã sử dụng bệ di động mà vị tiền nhiệm của Ngài là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dùng trước đây. Đồng thời, lễ vọng Giáng sinh đã được tổ chức sớm hơn vào lúc 10 giờ tối thay vì đúng nửa đêm. Những chi tiết này đã gây ra những đồn thổi về tình trạng sức khỏe ở tuổi 84 của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, cha Federico Lombardi là trưởng phòng báo chí tòa thánh khẳng định rằng Đức Thánh Cha vẫn rất khỏe mạnh và Ngài đã có khả năng hoàn thành một thời khóa biểu rất căng thẳng trong năm 2011. Thật vậy, năm 2011 là năm rất bận rộn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong suốt 12 tháng qua, Ngài đã tiếp kiến riêng 400 nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự, gặp gỡ chung 180 nhóm và chủ sự 40 nghi thức phục vụ. Mỗi tuần, Ngài gặp gỡ công chúng 2 lần, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật và buổi chiều yết chung hôm thứ Tư. Trong đó, Ngài giảng dạy những loạt bài về các giáo phụ và các kinh nguyện Kitô giáo. Ngài đã viếng thăm Croatia, Tây Ban Nha, Đức và Benin, đọc 60 bài diễn văn trên những nẻo đường tâm du. Ngài đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid với 2 triệu bạn trẻ và Ngày Cầu Nguyện cho Hòa Bình Thế Giới tại Assisi. Ngài cũng đã hoàn tất và cho xuất bản một chức tác mới của Ngài, đó là cuốn Đức Giêsu Thành Nazareth. Hai chủ đề chính Đức Thánh Cha đưa ra trong năm 2011 là việc tái truyền giáo và tự do tôn giáo. Ngài liên kết hai chủ đề này với nhau và trong các cuộc gặp gỡ với các đức giám mục trên thế giới, Đức Thánh Cha đã không ngừng nhắc nhở các vị hãy can đảm nói lên sự thật, ngay cả trong môi trường thù nghịch với đức tin. Năm 2011 đánh dấu sự dấn thân mạnh mẽ của Đức Thánh Cha trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Ngài khích lệ việc tận dụng các tài nguyên và kỹ thuật truyền thông tân tiến. Khi được các vị cố vấn đề nghị mở những trạm thông tin trên các social networks như YouTube, Twitter, Facebook, Đức Thánh Cha trả lời: "Tôi muốn hiện diện bất cứ nơi đâu người ta có thể tìm được." Tòa Thánh đã trang bị nhiều phương tiện truyền thông tân tiến và khích lệ các cơ quan thông tin công giáo trên thế giới tận dụng các kỹ thuật multimedia. Chính trong chiều hướng đó, chương trình Thế Giới Nhìn Từ Vatican của Việt Catholic đã ra đời với sự giúp đỡ của các cơ quan từ Roma. Trong năm vừa trôi qua, những biến cố sau đây được ghi nhận là các biến cố nổi bật trong đời sống giáo hội trên thế giới. Xin được thuật hầu quý vị theo thứ tự thời gian. Phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngày 1 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong một buổi lễ long trọng trước thềm đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của hơn 1 triệu người. Nos vota fratris nostri Augustini Cardinalis Valini i cari nostri per Romana Diocesi, in lucis et modiciori statutis, quotanis celebrare possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
chết của trùm khủng bố Bin Laden. Tối ngày 2 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã công bố cái chết của trùm khủng bố Bin Laden. Những phản ứng vui mừng của dân chúng Hoa Kỳ đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Những phản ứng vui mừng của dân chúng Hoa Kỳ đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi về tha thứ, hòa bình, công lý và việc trả thù. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí của Tòa Thánh, cho biết như sau về quan điểm của Tòa Thánh. Ông Osama bin Laden, như chúng ta đều biết, có trách nhiệm rất nặng nề về truyền bá chia rẽ và hận thù giữa các dân nước, gây ra cái chết của vô số người và khai thác các tôn giáo cho mục đích này. Đứng trước cái chết của một người, Kitô hữu không hề vui mừng, nhưng suy tư về các trách nhiệm nặng nề của mỗi người trước mặt Thiên Chúa và loài người, và hy vọng cùng phấn đấu để bạn đảm bảo rằng mỗi sự kiện sẽ không phải một dịp để tăng thêm hận thù, nhưng là lúc để thúc đẩy hòa bình. Ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Hoa Lục. Trong năm 2011, tại Hoa Lục đã có 7 trường hợp tấn phong giám mục. Trong số này, có 3 vị được cả Tòa Thánh lẫn nhà cầm quyền Trung Quốc đồng ý. Một vị chỉ được Tòa Thánh công nhận, nên nghi thức tấn phong giám mục đã diễn ra trong thầm lặng. 3 trường hợp tấn phong trái phép đã diễn ra tại Hán Khẩu, Sáng Đầu và Lạc Dương, liên quan đến các linh mục Thẩm Quốc An, Hoàng Bửng Chương và Lô Thế Ngân. Hiện nay, có 40 giáo phận trống tòa, 6 ứng viên giám mục đang chờ được tấn phong. Cả 6 vị này được nhà nước chấp thuận, nhưng 2 vị Tòa Thánh không đồng ý và cảnh cáo bị bà Tiệp Thông nếu chịu phần vào lễ tấn phong do nhà nước tổ chức. Tình hình của giáo hội Trung Quốc rất nguy hiểm, vì một số giám mục, đứng đầu là giám mục Phòng Hưng Diệu của giáo phận Lâm Nghi, Chủ tịch Hội Công giáo Yêu Nước, và giám mục trái phép Quách Kim Tài của giáo phận Thường Đức, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, đang cố đưa giáo hội tại đây vào con đường ly giáo. Trước tình hình đó, Đức Thánh Cha đã kêu gọi thế giới công giáo cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Hoa. Ngỏ lời trước hàng chục ngàn tín hữu hành hương vào các buổi tiếp kiến chung sáng 18 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các tín hữu trong toàn thể giáo hội công giáo cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc đang trên bờ vực ly giáo. Ngài nói, cùng tất cả anh chị em, tôi cầu xin mẹ Maria truyền cầu để mỗi người trong các tín hữu công giáo tại Trung Quốc ngày càng sống phù hợp hơn với Chúa Kitô và ngày càng quảng đại hiến thân cho anh chị em mình. Tôi cầu xin mẹ Maria soi sáng cho những người còn ở trong tối tăm, cảnh tỉnh những người đang lầm lạc, an ủi những người sầu khổ, củng cố những người bị rơi vào tròng của lời xưa nịnh xưa thời. Trong bản tin truyền đi ngày 16 tháng 5, hãng tin Asia News cho biết, ông Lưu Bách Niên, chủ tịch danh dự của Hội Công giáo Yêu Nước Trung Quốc, đã đe dọa rằng hội này sẽ cho bầu và truyền chức cho 10 vị giám mục theo nguyên tắc tam tự, bất cần sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Một vụ tương tự đã xảy ra hồi tháng 11 năm 2010, và có 8 giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha bị ép tham gia vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp tại giáo phận Thường Đức. Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, người Hương Cảng, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đã phê bình một số giám mục tại Trung Quốc. Tuy được Tòa Thánh nhìn nhận, nhưng có thái độ quá sư thời, vâng lệnh nhà nước hơn là tuân hành các hướng đi trong thư của Đức Thánh Cha gửi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc hồi năm 2007. Làn sóng bài Kitô giáo dâng cao. Kitô giáo tiếp tục là tôn giáo có đông đảo tín hữu nhất trên thế giới, với khoảng 1/3 dân số trên thế giới, tức là 2.18 tỷ. Trong khi đó, số tín hữu đạo Hồi là 1.6 tỷ, chiếm 23.4% dân số toàn cầu.
trong số 2.18 tỷ Kitô hữu, 50.1% là Công giáo, 37% là Tin lành và 12% là Chính thống giáo. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô là những người bị bách hại vì niềm tin dữ dội nhất trên thế giới. Các Kitô hữu là những người bị bách hại gay gắt nhất vì niềm tin. Theo báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Quốc hội Hoa Kỳ, các tín hữu Kitô là những người bị bách hại vì niềm tin mạnh mẽ nhất trên thế giới. Bị hăm dọa, tấn công, tù đầy và ngay cả cái chết là phải trả giá cho niềm tin Kitô ở nhiều nơi trên thế giới. Hàng năm, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Quốc hội Hoa Kỳ đều đưa ra danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt. Trong danh sách năm nay, người ta nhận thấy có 14 nước là Miến Điện, Trung Hoa, Ai Cập, Eritrea, Iran, Iraq, Nigeria, Bắc Hàn, Pakistan, Ả Rập Saudi, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam. Trong danh sách này, Việt Nam và 7 nước khác được xem là có truyền thống thường xuyên chà đạp tự do tôn giáo. Các viên chức của ủy ban này cho biết nhà cầm quyền tại các nước vừa nêu trên phủ nhận quyền tự do tôn giáo hay lờ đi để mặc cho các tín hữu Kitô bị bách hại. Gần đây nhất, chính quyền của Ai Cập đã không bảo vệ các tín hữu Công giáo Coptic. Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2 vừa qua. Từ đó, các lực lượng quân đội và an ninh đã tấn công các nhà thờ, các Kitô hữu. Hôm Chủ nhật 9 tháng 10, các lực lượng quân đội và an ninh đã tấn công một cuộc biểu tình phản đối của các Kitô hữu vì nhà thờ của họ bị đốt phá. 24 người đã bị giết trong cuộc tấn công kéo dài suốt đêm 9 tháng 10. Hơn 200 người khác bị thương rất trầm trọng. Báo cáo cũng đề cập tới các nước cần theo dõi, trong đó có Afghanistan, Cuba, Ấn Độ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia và Venezuela. Ngay trong ngày lễ Giáng sinh vừa qua, đã có hơn 40 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ khủng bố bằng xe bom tại nhà thờ Thánh Nữ Teresa của Giáo hội Công giáo tại thị trấn Madala gần thủ đô Abuja của Nigeria và tại một số nơi khác trong nước này. Tổ chức Hồi giáo quá khích Boko Haram tự nhận là tác giả của các vụ khủng bố này và đe dọa sẽ tiến hành thêm nhiều các vụ khủng bố khác. Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long được tấn phong giám mục phụ tá Melbourne, Australia. Biến cố một người tị nạn và là một người Á Châu đầu tiên được tấn phong giám mục tại Australia đã là headlines của báo chí Úc trong tháng 5 và tháng 6. Chào mừng sự kiện bổ nhiệm này, Đức Tổng giám mục Danny Hart chia sẻ. Sự kiện bổ nhiệm giám mục phụ tá Vincent Nguyễn Văn Long làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne là một sự kiện lịch sử. Ngài vượt biên khỏi Việt Nam khi còn là một người trẻ. Ngài tới Melbourne, gia nhập dòng Francisco. Ngài đã phục vụ với nhiệm vụ cha xứ tại Springvale. Với vai trò lãnh đạo trong dòng của Ngài, Ngài đã góp phần đóng góp lớn lao cho giáo hội. Thánh lễ tấn phong giám mục đã được tổ chức tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Patrick vào lúc 7:30 tối thứ Năm, ngày 23 tháng 6 năm 2011. Dear brothers and sisters, we have come from near and far to share in the ordination of Bishop Vincent Long as a successor of the apostles chosen by Christ. Christ have mercy. Lord have mercy. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, một trong những biến cố nổi bật liên quan đến giới trẻ Công giáo trên toàn thế giới là Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 diễn ra tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới từ 16 đến 21 tháng 8 đã diễn ra thật tuyệt vời và Đức Thánh Cha hoàn toàn hài lòng. Đó là đánh giá về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới của Madrid của Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Cha Federico đã giải thích thêm là Đức Thánh Cha vui sướng bởi vì các bạn trẻ thể hiện sự nhiệt tình của họ. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới thực
thực sự muốn giúp đỡ đứa trẻ có một hy vọng cho tương lai. Một trong những khoảnh khắc kỷ ấn tượng nhất của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã xảy ra vào tối thứ Bảy ngày 20 tháng 8, khi một trận bão với sấm sét dữ dội đã đổ nước như thác vào buổi canh thức cầu nguyện tại sân bay Madrid và đánh sập hệ thống âm thanh. Mặc dù dưới cơn mưa tầm tã và gió thổi lộng, Đức Giáo Hoàng đã từ chối không rời khỏi nơi hành lễ. Ngài nhấn mạnh rằng cần phải ở lại để dẫn dắt các bạn trẻ trong nghi thức chầu thánh thể sau đó. Khi cơn bão đã qua đi, Ngài khen ngợi những người hành hương trẻ về sự kiên trì của họ. Trong năm 2011, Tòa Thánh đã đưa ra nhiều đề nghị thiện chí nhằm giải quyết vết thương ly giáo Vinh Đoàn Thánh Phi-ô 10. Tuy nhiên, vết thương vẫn chưa được chữa lành. Vinh Đoàn đã chính thức bác bỏ tất cả các đề nghị thiện chí của Tòa Thánh. Hôm 14 tháng 9, Đức Hồng Y William Levada đã tổ chức một cuộc họp báo cho biết Vinh Đoàn Thánh Phi-ô 10 có thời hạn vài tháng để chấp nhận hay bác bỏ những điều kiện mà Tòa Thánh đưa ra. Quan trọng nhất là Hinh Đoàn phải chấp nhận những tiền đề đạo lý nhằm bảo đảm sự trung thành với giáo quyền của Hội Thánh và cảm thức cùng giáo hội Sentire cùng Ecclesia. Nếu Hinh Đoàn chấp nhận tuyên ngôn về đạo lý, thì có thể bắt đầu nói về vấn đề cơ cấu pháp lý để hội nhập Hinh Đoàn này vào giáo hội công giáo. Theo cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, giải pháp cho vấn đề cơ cấu và pháp lý có thể là Đức Thánh Cha sẽ thành lập một giáo hạt tổng nhân quốc tế dựa như giáo hạt Opus Dei. Đầu tháng 12 vừa qua, Huynh Đoàn đã chính thức bác bỏ đề nghị thiện chí của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha công bố năm đức tin sau cộng đồng chung Vatican II giữa những xáo trộn sâu sắc diễn ra trên thế giới lúc bấy giờ. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã công bố năm 1967 là năm đức tin. Nửa thế kỷ sau, đứng trước thực trạng các xã hội ngày nay khép kín dần với đức tin, thu hẹp tôn giáo trong chiều kích cá nhân và trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng đức tin sâu xa, nơi nhiều tín hữu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công bố một năm đức tin, bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm Cộng đồng chung Vatican II và kết thúc vào lễ Chúa Kitô Vua ngày 24 tháng 11 năm 2013. Chính là để đem lại một động lực mới cho sứ vụ truyền giáo của toàn thể giáo hội. Hầu có thể dẫn đưa con người ngày nay ra khỏi sa mạc mà họ thường cảm nghiệm, đưa họ đến với nơi của sự sống, của tình thân hữu với Chúa Kitô, đấng ban cho chúng ta cuộc sống dồi dào. Tôi vui mừng loan báo trong buổi cử hành thánh thể này là tôi đã quyết định thiết đặt một năm đức tin mà tôi sẽ giải thích trong một tông thư. Năm đức tin này sẽ bắt đầu ngày 11 tháng 10 năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Cộng đồng chung Vatican Đệ Nhị và bế mạc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013. Vào dịp lễ trọng kính Chúa Kitô là Vua Vũ Trụ. Đây là một thời điểm của Hồng Ân và của dấn thân trong một sự hoán cải hoàn toàn hơn, để quy hướng về Thiên Chúa, để tăng cường đức tin nơi Ngài và để công bố Ngài với lòng hân hoan cho con người của thời đại chúng ta. Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi
Sáng thứ Năm 27 tháng 10, Đức Thánh Cha đã đáp chuyến tàu từ Roma đến Assisi, nơi sẽ diễn ra buổi cầu nguyện cho hòa bình và công lý với chủ đề Những người lữ hành của chân lý, những người lữ hành của hòa bình. Cùng hiện diện với Đức Thánh Cha trên chuyến tàu kéo dài 1 giờ 45 phút là đại diện các tôn giáo lớn trên thế giới. Trong số các tham dự viên có 30 phái đoàn của các giáo hội Kitô, một phái đoàn do Thái giáo, có 176 người không thuộc Kitô và do Thái giáo. Trong số này, người ta ghi nhận lần đầu tiên có một phái đoàn Phật giáo từ Trung Quốc. Sau cùng cũng có 4 nhân vật không tín ngưỡng cũng đến tham dự cuộc gặp gỡ ở Assisi. Trong diễn từ tại Assisi, Đức Thánh Cha nói: Về ý nghĩa của cuộc gặp gỡ tại Assisi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây không phải chỉ là cuộc hội các vị đại diện của các tôn giáo, đúng hơn đây là cuộc họp nhau trên hành trình tiến về chân lý, với sự dấn thân quyết liệt cho phẩm giá con người, và cùng nhau đảm nhận chính nghĩa hòa bình, chống lại mọi hình thức bạo lực, phá hủy công pháp. Để kết luận, tôi muốn cam đoan với quý vị rằng, Giáo hội Công giáo không từ bỏ cuộc chiến chống bạo lực, quyết tâm xây dựng hòa bình trên thế giới. Chúng ta được linh hoạt nhờ cùng một ước muốn chung, ước muốn trở thành những người lữ hành của chân lý, những người lữ hành của hòa bình. Sáng thứ Sáu, tại Vatican, một ngày sau cuộc gặp gỡ tại Assisi, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo, các tôn giáo tham dự ngày cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã cảm ơn các vị đã tham dự trong ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình thế giới. Ngài nói rằng các vị tiêu biểu cho những người thiện chí đang hoạt động cho hòa bình. Đức Thánh Cha nói, xin cho tình thân hữu này tiếp tục triển nở giữa các tín hữu của các tôn giáo trên thế giới và giữa những người thiện chí khắp nơi. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đại diện các tôn giáo đã có buổi ăn trưa với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Các nước nói tiếng Anh bắt đầu dùng sách lễ Roma mới. Một trong những thay đổi quan trọng trong đời sống giáo hội tại các nước nói tiếng Anh là việc sử dụng sách lễ Roma mới từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng vừa qua. Các nước nói tiếng Anh bắt đầu dùng sách lễ Roma mới bắt đầu từ Chủ nhật ngày 27 tháng 11. Sách lễ Roma mới đã được áp dụng tại hầu hết các nước nói tiếng Anh. Thay cho những từ tiếng Anh thông dụng, các từ ngữ chuyên biệt và chính thức hơn sẽ được áp dụng cả cho vị chủ tế lẫn anh chị em tín hữu tham dự thánh lễ. Những thay đổi này là kết quả của một nỗ lực kéo dài trong nhiều năm. Bản dịch mới của sách lễ Roma dựa trên việc dịch sát nghĩa bản tiếng Latin. Sách lễ Roma trước đây đã được áp dụng trong 41 năm, nhưng những lời nguyện dựa trên ứ hướng của nguyên bản tiếng Latin hơn là việc dịch sát nghĩa. Những thay đổi được áp dụng trên toàn bộ các phần của thánh lễ bao gồm cả kinh vinh danh, kinh tin kính và tất cả các lời đối đáp. Từ Chủ nhật 27 tháng 12 là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, sách lễ Roma mới đã được dùng tại Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc Châu, Phi Châu và một số nơi khác. Thông tấn xã Công giáo Fide của Tòa Thánh vừa đưa ra thống kê về các vị thừa sai đã bị giết trong năm qua trên bước đường truyền giáo. Trong năm 2011, 26 nhà truyền giáo đã bị giết, trong đó có 18 linh mục, 4 nữ tu và 4 giáo dân. Trong số này, 15 vị bị giết tại Mỹ Châu Latin, cụ thể tại Colombia, Mễ Tây Cơ, Ba Tây, Paraguay và Nicaragua, 6 vị bị giết tại Phi Châu, 4 vị tại Á Châu và 1 vị tại Âu Châu. Con số các thừa sai bị giết trong năm 2010 là 25 vị. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát hình tới. Trước thềm năm mới, xin kính chúc quý vị và toàn gia quyến một năm mới an khang, hạnh phúc. Xin Thiên Chúa toàn năng tuôn đổ muôn ơn lành hùng sát trên quý vị và thân quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các thánh tự đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus.
Nhạc hèn Chúa Giêsu Kitô. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy